Thương mừng đón Tết, sotolqui.com. Khi mà chúng ta đăng ký tài khoản mới vào trong đây thì bạn sẽ nhận được quân huy hoàn toàn miễn phí tất cả bạn nhé. Đây, sau khi chúng ta tạo tài khoản xong, nhấn vào phần nhận quà quân huy này. Wow, mình ở đây nhận được 384 quân huy hoàn toàn miễn phí. Trong đây thì có rất là nhiều danh mục trò chơi, và đặc biệt đó chính là sự kiện Tết. Chắc chắn 100% chúng ta nhận từ nick có skin by S tới 5k quân huy cực kỳ xịn sò và hấp dẫn. Đường link ở shop mình sẽ để phía bên dưới dành cho tất cả các bạn nhé. Hello, xin chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhá. Chúc tất cả bạn có một ngày mới thật là vui vẻ này và tràn đầy sức khỏe bạn nhá. Trong video này mình sẽ đưa tới cho tất cả bạn một thông tin mới về sự kiện nhận skin hoàn toàn free luôn. Thì các bạn thấy là chúng ta cũng mới cập nhật một giao diện ngoài sảnh chờ. Wow, nhìn rất là đẹp luôn đúng không? Ôi, mình nhìn thấy giao diện nhìn như thế này thôi đó, nhưng mà rất là đẹp luôn. Và nói chung là sắp tới các bạn sẽ có một sự kiện. Trong video này mình sẽ bật mí tới cho tất cả bạn sẽ nhận được skin hoàn toàn free luôn nhá. Chắc chắn là rất là nhiều bạn sẽ thích. Và các bạn cũng đừng quên là nhấn nút like này, đăng ký kênh và chuông ủng hộ cho mình. Có những sự kiện gì ấy mình sẽ cập nhật sớm nhất và mới nhất tới cho tất cả bạn luôn. Và xíu nữa ấy mình sẽ so cho bạn xem, đó chính là cái phần quà khi mà chúng ta nạp 6 quân huy ở bên server chúng ta và bên server nước ngoài, phần quà nó sẽ khác nhau như thế nào nhá. Các bạn sẽ rất là bất ngờ đấy. Ok, và thông tin sự kiện đầu tiên mình muốn đưa tới cho tất cả bạn, thì bạn nào đang xem, nếu mà chúng ta tò mò ấy, các bạn có thể vào ứng dụng, đó chính là CH Play. Xong rồi các bạn tìm kiếm này. Đây, tìm kiếm tên đó chính là Liên Quân Mobile các bạn nhá. Tựa game của chúng ta thì các bạn sẽ thấy ở đây này, đó chính là kết thúc vào ngày 26 tháng 3 sự kiện nhận miễn phí trang phục Việt Nam luôn các bạn nhé. Rồi, và chi tiết như thế nào thì mình sẽ click vào mình xem thử này. Sự kiện kết thúc vào ngày 26 tháng 3 2023 thì nói chung là ở đây mới có lịch kết thúc thôi nhá, chứ mình chưa thấy là sẽ bắt đầu vào ngày nào. Nhưng mà các bạn sẽ được miễn phí trang phục Việt Nam Severa Thủy Liên Hoa nhá. Vậy là các bạn thấy giao diện như thế này để chúng ta đón chờ một sự kiện mới nhận được free skin Severa Thủy Liên Hoa hoàn toàn miễn phí. Đây các bạn thấy này, tham gia sự kiện Tứ Đức Liên Hoa để nhận ngay trang phục Việt Nam mới nhất hoàn toàn miễn phí. Vậy là mình nghĩ ấy, chắc là vào khoảng ngày mùng 8 tháng 3, các bạn thấy có đúng không? Vào ngày mùng 8 tháng 3 sự kiện này sẽ bắt đầu để cho bạn chơi chúng ta nhận được trang phục của Việt Nam hoàn toàn miễn phí. Đây, đây là mình dự đoán thôi bạn nhá, tại vì mình nghĩ ấy là sắp tới là ngày mùng 8 tháng 3 rồi, ngày quốc tế phụ nữ, thì bên Liên Quân chắc là sẽ bắt đầu sự kiện này để bạn chơi và chúng ta nhận quà bắt đầu ngày 8 tháng 3 và kết thúc vào ngày 26 tháng 3. Các bạn thấy quá là hợp lý luôn đúng không? Mình nói quá hợp lý luôn. Mình thấy là chỉ có như thế là bên Liên Quân người ta cho free skin của vị tướng phe đây Severa vào quốc tế phụ nữ là rất là hợp lý luôn, đúng chưa? Ok, và đây là một thông tin mới mình thấy cũng khá là hay. Và chi tiết sự kiện Tứ Đức Liên Hoa như thế nào mình sẽ đưa đến cho tất cả bạn sau nhá. Hiện tại thì mình thấy là mới có một thông tin hé lộ như thế thôi, chứ mình cũng chưa thấy những cái thông tin gì khác. Nên là chi tiết thì cứ từ từ, các bạn cứ like, đăng ký kênh và chuông thì mình sẽ cập nhật tới cho tất cả các bạn để chúng ta biết cách chúng ta chơi và chúng ta nhận quà các bạn nhá. Tiếp theo thì vào ngày 3 tháng 3 ngày hôm nay thì các bạn chúng ta chơi sự kiện đây khám phá địa phủ ấy, thì bạn cũng sẽ nhận được skin của vị tướng Alice hoàn toàn miễn phí nhá. Khám phá địa phủ chiến đấu cùng Alice thì sự kiện này chơi cũng khá là dễ. Các bạn đăng nhập này, chúng ta lấy các mảnh ghép thôi. Đây đăng nhập này, chơi một trận này thì chúng ta nhận được quà kèm các bạn nhá. Thì nói chung sự kiện này chơi dễ nên là mình cũng đưa tới cho tất cả bạn thông tin sơ qua như thế này thôi để chúng ta biết cách chúng ta chơi nhá. Còn rất là đáng tiếc skin của Zephyr Inosuke thì lần này quay trở lại chúng ta không được free nữa các bạn nhá. Giống y hệt skin của Floor 7 luôn. Lần đầu tiên thì free, nhưng mà lần sau quay trở lại thì không có chuyện được free nữa các bạn nhá. Thế mới buồn chứ lại. Rồi ok, và thôi chúng ta bỏ qua. Và tiếp theo chúng ta cùng qua một server, đó chính là server Đài Loan. Bên này này, mình cho bạn xem qua, đó chính là sự kiện nạp quân huy nhá. Đây, thì bên này ấy khác với chúng ta, đó chính là bên này nạp 7 quân huy, bên chúng ta nạp 6 quân huy nhá. Thì khi mà chúng ta nạp quân huy ấy, các bạn điểm danh ngày đầu tiên này, các bạn sẽ nhận được đó chính là 50 ruby. Ngày thứ hai sẽ được 2 vé quay thời không này.
từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6 các bạn sẽ nhận được mỗi ngày 2 vé. Ui, rất là ngon luôn đúng không? Vậy là chúng ta sẽ được 10 vé quay hoàn toàn free khi mà chúng ta chỉ nạp 7 con huy và skin hoàn toàn miễn phí nữa. Các bạn thấy là bên nước ngoài người ta tặng quà chất trời thế nhá. Đó, bạn thấy là mình thấy nhá, sự kiện nạp con huy lần nào ấy bên server Đài Loan quà cũng có vé quay thôi không. Nhưng mà bên chúng ta nhá, quà khi động thấy toàn vàng thôi, toàn vàng và ruby. Đó, skin thì nó không khác nhau đâu. Khi mà đến ngày cuối cùng thì skin chắc chắn là nó sẽ giống nhau rồi, nhưng mà phần quà khác thì nó hơi toa các bạn nhá. Và bên này mình thích nhất ấy là khi mà chúng ta đổi đao quý thì bạn sẽ có skin, đó chính là Ngộ Không và Nhãn Kim Tinh. Một skin mình khá là thích của vị tướng Ngộ Không, thay đổi ngoại hình và hiệu ứng rất là đẹp, rất là hợp với vị tướng Ngộ Không luôn. Mình theo mình đánh giá là mình thích chơi skin này nhất luôn các bạn, tại vì mình cũng hay chơi Ngộ Không. Và skin này là skin hợp với Ngộ Không nhất này, mình thấy cực kỳ hợp luôn đấy. Ok chưa? Rồi, và video của mình cũng kết thúc tại đây thôi. Chào và hẹn lại tất cả bạn trong những video sau nhá.